Rồi, xin chào và quý vị và bạn trở lại với channel Hồng Xe Hơi thì cũng có nhiều bác khách hàng hỏi em quá ừ, Ok à, Lâu rồi không quay thì hôm nay bọn em trong showroom thì sẵn luôn một chiếc Xpander MT bản số sàn nhé à, Xe này thì thật sự là từ hồi dịch Covid thì doanh số cũng giảm đi khá là nhiều vì hạn chế đi lại chúng ta cũng không mua để kinh doanh dịch vụ vận tải được Tuy nhiên thì cũng có nhiều khách hàng vẫn hỏi em về giá bán chương trình khuyến mại. Thì hiện nay cái mẫu xe này chúng ta đang được niêm yết Với cái mức giá là 550 triệu đồng. Và tại thời điểm này thì chương trình hỗ trợ cho 50% giảm tiền mặt, 5% thuế trước bạn. Chỉ vào tiền mặt thì vẫn đang được áp dụng mà chúng ta có thể được nhận thêm cái khuyến mại phụ kiện và kèm theo khi mà chúng ta tìm hiểu mua xe. À, tức là đâu đó nó lăn bánh vào khoảng 575 đến 580 triệu. Khoảng khoảng đó. Ở tỉnh địa phương nhé như ở Bắc Ninh, Bắc Giang chẳng hạn. Ok thì uh, mẫu xe này thứ nhất là nó vẫn rất là vừa tiền, nó gọi là chỉ dưới hạng B một chút thôi. Cái tầm tiền chúng ta bỏ ra khi để mua so sánh đó. Uh, Accent này, uh, Vài ớt bản số uh, sàn này. Tuy nhiên thì uh, Xpander thì vẫn là một chiếc xe gầm cao 7 chỗ. À, mặc dù cái bản này nó thiếu khá khá option Nhưng mà chúng ta đều có thể xử lý được Đó Sơ à, qua về chiếc xe thì à, So với phiên bản số động Thì cũng à, thua khá là nhiều à, Tuy nhiên thì xét về tổng thể Với một chiếc xe mà khoảng dưới 600 triệu Lăn bánh quay đầu à, Có cân bằng điện tử đó Điều hòa các thứ Rộng rãi, 7 chỗ ngồi Xe thương hiệu nhật nhập khẩu Thì à, cũng chả có gì để chê cả công nghệ cơ bản đèn halogen nó tiết kiệm nhiên liệu đó. nếu mà với số sàn các bác mua thì chủ yếu là đa phần chúng ta đi thật sự là cái nhiên liệu rất là ít khi mà thông số giá nhân tem xanh đăng kiểm nó sẽ đâu đó vào khoảng 6 lít là mức uh, tối thiểu và sẽ rơi vào khoảng 8 lít đến 9 lít quay đầu khi mà chúng ta đi đường phố và hay phải để đỏ đó giá cũng mềm rồi mà à, như thời điểm bọn em làm à, với mọi năm thì à, thời điểm này mua xe thì nó là rất là tốt từ tháng 9 Dương đến khoảng tháng 11 Dương là thời điểm tốt nhất để chúng ta mua xe và có nhu cầu tìm hiểu xe à, mẫu xe này hiện nay thì đang được cho vay trả góp với à, mức lãi suất tối đa Vào khoảng 0,8% trong một năm đầu tiên Và sẽ dao động vào khoảng 1% Trong những năm tiếp theo à, Số tiền vay tối đa sẽ là 80% Giá trị xe tức là tương đương vào khoảng 400 triệu đồng à, Quý anh chị mua xe thì uh, chuẩn bị trước Giúp em dao uh, động vào khoảng từ 170 đến khoảng 180 triệu Số tiền tối thiểu và em thấy là nó sẽ hợp lý à, Thông thường thì các bác vay Xpander thì sẽ vay từ khoảng 300 đến 400 triệu Là cái mức vay an toàn Trong cái thời điểm dịch bệnh như này Hàng tháng chúng ta trả đâu đó vào khoảng dưới uh, 10 triệu cả gốc cả lãi và sẽ giảm dần theo từng năm. Quy trình thủ tục cũng khá nhanh thôi, từ ngày uh, chúng ta đặt cọc mua xe sẽ mất vào khoảng 3 đến uh, 4 đến 5 hôm không tính cái vào chủ nhật để hoàn thành thủ tục hồ sơ. Uh, một số những cái uh, lưu ý nhỏ khi vay mua hay là tư vấn về lãi suất thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em. Có lại là đính kèm trên màn hình để bên em tư vấn và lựa chọn cái gói vay cũng như ngân hàng vay một cách phù hợp nhất nhé. Ok thì đánh giá nhanh bản Xpender số sàn chi tiết về giá bán chương khuyến mại trả góp thì mình cứ liên hệ thẳng giúp em khách hàng ở Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn thì bên em sẽ phục vụ và bán một cách tốt nhất và hợp lý nhất tránh đi lại giữa các tỉnh đang áp dụng chỉ thị 16 nhé Ok chúc quý anh chị sức khỏe và chúng ta tuân thủ chấp hành dịch bệnh Xin chào và hẹn gặp lại